mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của vườn me nhà em ngày hôm nay nha Và hôm nay là ngày 19 tháng 7 Trở lại với kênh thì hôm nay em có giao lưu một lô siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị Thì lô bình lợi này của em cao trung bình là tầm từ 40 cho tới 60 một cây nha cả nhà Đó là chiều cao trung bình Và cây là em đều có xử lý đế rễ cho mình hết luôn nha cô chú anh chị cây rất là cao như thế này mỗi cây sẽ lấy dao động tầm từ 15 cho tới hơn 20 bo một cây nha tục nó rất là dài luôn và bo nó rất là ok về mình lấy bo xong rồi mình để mình chơi gốc nhớt được luôn nha cả nhà thì giám giao lưu cho lưu này sẽ là 40.000 một cây thôi chỉ có 40.000 một cây ba cây là em gửi hàng 5 cây là em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn và mình nhận hàng là em sẽ bao kiểm tra hàng rồi mới nhận hàng nha cô chú anh chị cây rất là ok luôn nè tược rất là dài siêu bông mình lợi thì quá là hot rồi cả nhà hoa sẽ từ 15 tới 25 cánh dòng siêu bông mình lại này phát triển cũng rất là nhanh chỉ có 40.000 một cây thôi cô chú anh chị mình cảm thấy ưng thì mong cả nhà mình sẽ ủng hộ cho em nha cô chú anh chị và rồi kế tiếp là em sẽ giao lưu đến một dòng cũng khá là quen thuộc Đó là hoa hồng thanh tú nha Thì cúc hoa hồng thanh tú độc non sẽ có màu đỏ huyết Lá già sẽ chuyển xanh Lô này là đều có quấn đế rễ rồi Và em đã làm được gần 2 mùa nha cả nhà Hoa hồng thanh tú số cánh hoa sẽ dao động từ 35 tới 45 cánh Và số lớp cánh là sẽ từ 3 cho tới 5 lớp nha cả nhà nó đang có sẵn nụ kim rất là nhiều Một cây sẽ lấy trung bình tầm từ 20 cho tới 40 bo Chiều cao trung bình của lô này là từ 40 cho tới 55 nha cô chú anh chị Và dám giao lưu chỉ có là 40.000 một cây thôi 3 cây gửi hàng, 5 cây em bao ship luôn nha cúc hoa hồng thanh tú cây rất là ok luôn nha cô chú anh chị cả nhà mình cảm thấy ưng thì có thể liên hệ qua số điện thoại 0973 658812 để đặt hàng nha cô chú anh chị và rồi giống cuối cùng trong clip hôm nay mà em giao lưu đó là lô giảo siêu nụ này cả nhà Đây là lô giảo siêu nụ của em Thì lô giảo siêu nụ này em làm cũng gần 2 mùa rồi Chiều cao trung bình là tầm từ 35 cho tới 45 Cây thì rất là xâm xơ luôn Và nụ kim thì nó đang có rất là nhiều Nụ kim đặc cây luôn cả nhà dòng giảo siêu nụ nha Hoa sẽ từ 5 tới 12 cánh Lô này rất là đẹp luôn, tàn rất là xâm xê Mua về mình chơi Tết được luôn nha cô chú anh chị Giám giao lưu cho lô này sẽ là 45.000 một cây 3 cây gửi hàng, 5 cây em bao ship luôn nha dạ em xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều về đã theo dõi clip hôm nay của em cô chú anh chị mình ưng mặt hàng nào thì có thể liên hệ qua số điện thoại em để trên màn hình số đó em cũng có dùng cho zalo cô chú anh chị mình có thể liên hệ qua đó để đặt hàng nha em cảm ơn rất là nhiều hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video lần sau ạ